Hồi thứ 67. Đàn Kim Đài Tử Nha Bái Tướng. Tử Nha thấy Hồng Cẩm bị trói từ trên xa xuống, biết là công chúa đã bắt được đem về. Chẳng bao lâu, Long Kiết công chúa vào phủ. Tử Nha đứng dậy thưa: "Nhờ công chúa cứu độ, xã tắc và muôn dân đều mang ơn." Long Kiết công chúa nói: "Từ lúc tôi xuống Tây Kỳ đến nay, chưa lập được công chi, nay bắt Hồng Cẩm đem về đó, tùy ý thừa tướng xử định." Nói rồi vào phòng an nghỉ. Tử Nha truyền dẫn Hồng Cẩm đến, nói: "Những tướng nghịch mạng như ngươi, chẳng người nào trở về được." Liền truyền Nam Cung Hoát đem ra pháp trường xử trảm. Nam Cung Hoát vâng lệnh vừa dẫn ra, bỗng có một ông già vừa chạy đến thở hổn hển, la lớn: "Hãy khoan chém đã." Nam Cung Hoát thấy ông già dung mạo như một đạo sĩ, nên không dám trái lời, vội chạy vào phủ thưa lại với Tử Nha: "Có một đạo nhân đến cản trở, không cho chém Hồng Cẩm, xin thừa tướng quyết định lẽ nào." Tử Nha truyền mời đạo sĩ vào. Đạo sĩ nói với Tử Nha: "Tôi là Nguyệt Hiệp Lão Nhân, tức Nguyệt Lão, đến đây vì Phù Nguyên Tiên Ông có nói Long Kiết công chúa và Hồng Cẩm trời định mối lương duyên, và thừa tướng sẽ có thêm tướng phá năm ải. Vì vậy, Lão Phù đến đây, xin thừa tướng chớ cãi lời." Tử Nha nghĩ thầm: "Long Kiết là một vị tiên cô trên thượng giới, lẽ nào lại sánh duyên với Hồng Cẩm là một người phàm tục?" Nghĩ rồi, đòi Đặng Thiền Ngọc đến thuật hết mọi điều và dạy Thiền Ngọc trao lời lại với Long Kiết công chúa, xem công chúa quyết định ra sao. Đặng Thiền Ngọc tuân lệnh, mời công chúa qua phòng mình đàm đạo. Công chúa hỏi Thiền Ngọc: "Cô nương mời ta qua đây nói chuyện chi?" Đặng Thiền Ngọc nói: "Nay Nguyệt Lão đến đây bảo công chúa có nhân duyên với Hồng Cẩm, vì Tơ Hồng đã buộc chân, thừa tướng và Nguyệt Lão đang bàn luận trong chướng." Long Kiết công chúa hỏi: "Vì sao cô nương lại nói chuyện ấy với ta?" Thiền Ngọc nói: "Thừa tướng cho đòi tôi đến, bảo tôi thưa lại với công chúa, xem ý kiến công chúa quyết định lẽ nào cho biết." Long Kiết công chúa than: "Vì ta phạm tội, bị đày xuống núi Phượng Hoàng, không được về cung tiên Diêu Trì hầu hạ mẹ ta là Vương Mẫu. Nay xuống đây giúp thừa tướng Trinh Đông lập công chuộc tội để sớm được về tiên, không ngờ lại mắc dây oan nghiệt." Đặng Thiền Ngọc không dám nói nữa. Bỗng có Tử Nha và Nguyệt Lão bước đến. Long Kiết và Thiền Ngọc ra chào. Nguyệt Hiệp Lão Quân nói: "Bởi công chúa vương chút duyên trần, nên phải đọa vào cảnh tục. Nợ trần thế xong rồi, mai sau cũng trở về tiên. Và Tử Nha nay cũng gần bái tướng đăng đàn, vào lấy ngũ quan, công chúa và Hồng Cẩm đều có sức giúp đời, lưu tiếng ngàn thu, cũng nên lập chút công cho tiêu tội. Mai sau, Diêu Trì Vương Mẫu sẽ có chiếu chỉ rước về. Số trời định như vậy, chẳng lẽ làm trái được. Bần đạo tuân lệnh Phù Nguyên Tiên Ông đến đây tác hợp. Nếu trễ chút nữa, Hồng Cẩm bị chém đầu, thì cuộc nhân duyên lỡ làng, và chúng tôi mang tội." Long Kiết công chúa nói: "Không ngờ dây oan trái tìm đến Vấn Vương. Tiên Ông là người coi việc nhân duyên trong thiên hạ, ta làm sao cãi lời." Nguyệt Lão và Tử Nha mừng rỡ, liền tha Hồng Cẩm, đem thuốc tiên đan sức lành các vết thương, định ngày phối ngẫu. Hồng Cẩm được xe duyên với công chúa Tiên Bồng, còn gì hạnh phúc hơn, vội ra ngoài thành bảo Quý Khương đem binh đến Hàng Chu. Đêm Hồng Cẩm và Long Kiết công chúa động phòng hoa trúc vào ngày mồng 3 tháng 3, năm thứ 30 theo niên hiệu vua Trụ. Dạng ngày, Võ Vương Lâm Triều, bá quan chầu trực,
ở nha dâng biểu như sau. Tôi dâng sớ là thừa tướng Khương Thượng, trộm nghe trời đất là cha mẹ muôn loài, con người khôn ngoan hơn vạn vật, làm vua trị nước, làm thầy dạy dân, giúp thượng đế trấn bốn phương, vỗ an trăm họ. Nay ân thọ bỏ nghiệp thành thang, bá tính không an, trời đất đều giận, trụ vương giết tôi can gián, bỏ đạo luân thường, xa kẻ trung lương, mê đường tiểu sắc, cứ việc ăn chơi, sống trên đau khổ của trăm họ. 800 chư hầu quyết hội nơi Mạnh Tân, cầu chúa thượng kéo binh hung qua Tị Thủy. Người vô đạo phải trị, dân bất hạnh cũng nên thương. Xin chọn ngày tốt, buông cương, kẻo chư hầu hoài vọng. Xin trên xuống lệnh để dưới thi hành. Nay sớ. Võ vương nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thượng phụ kết tội trụ vương vô đạo, bất nhân, cũng nên trừng phạt. Song tiên vương lúc chết có di ngôn, làm con không được cãi cha, làm tôi không được đánh chúa, ta không thể trái lời tiên vương được. Vậy chư hầu ai muốn phạt trụ mặc họ, ta với thượng phụ cũng nên giữ lời di chúc cho tròn đạo là hơn. Tử Nha tâu: Tôi không dám cãi lời tiên vương di chúc, song hiện nay chư hầu đều họp mặt ở Mạnh Tân, quyết mời chúa công giấy binh phạt trụ, cứu dân. Nếu chư hầu nào chẳng nghe theo, chư hầu sẽ cho kẻ ấy là đồng đảng với vua trụ, và họ sẽ đem binh chinh phạt nước nghịch trước, rồi mới phạt hôn quân sau. Tôi e nước ta mắc tội với mấy trăm chư hầu, nên phải làm biểu xuất sư. Võ vương nói: Những chư hầu đòi phạt trụ là chư hầu nào? Tử Nha tâu: Cả 800 chư hầu, trong đó có 3 chấn chư hầu lớn như Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Bắc Bá Hầu. Võ vương nói: Đã có 3 chư hầu lớn ấy thì họ thay mặt ta phạt trụ cũng được rồi. Thượng phụ cần phải chinh phạt làm gì cho nhọc công? Đã trái lời tiên vương lại không chọn niềm thần tử, ta xét thấy các chư hầu sẽ không hẹp hòi vấn tội ta đâu. Tử Nha tâu: Trời đất là cha mẹ loài người, nơi trần gian có kẻ đức, có tài được ủy nhiệm chăn dân, làm cha mẹ thiên hạ. Nay trụ vương độc ác, làm hại muôn dân, trời muốn đưa chúa công lên trị vì thiên hạ, đem lại ấm no cho dân lành. Nếu chúa công trái ý trời đất, không đổi loạn làm yên, chắc sau này tội ấy về chúa công gánh chịu. Tăng Nghi Sinh tâu: Thừa tướng luận rất phải, hiện nay các chư hầu họp mặt ở Mạnh Tân, truyền hịch phạt trụ. Nếu chúa công không tham dự, tỏ ra chúa công khinh dễ chư hầu lắm. Như vậy, e 800 chấn chư hầu sẽ không phục và còn đổ tội cho chúa công giúp trụ làm loạn. Nếu 800 chấn chư hầu nổi giận, đem binh đến phạt Tây Kỳ, thì chừng đó chúa công có ăn năn cũng không kịp. Và lại, trụ vương nghe lời Sàm Tấu đem binh phạt Tây Kỳ, cho ta hao binh tổn tướng và nhiều phen suýt bỏ mạng. Nay Thái Bình một buổi, mai giặc giã ngàn ngày, biết chừng nào trụ hết đánh chu và để cho muôn dân an cư lạc nghiệp. Theo ý hạ thần, thì chúa công nên nghe theo lời thừa tướng mà đến Mạnh Tân họp chư hầu. Trước thì uy để cho trụ vương khiếp sợ cải thiện, sau không làm hạ nhuệ khí của muôn dân và tiếng tăm của tiên vương. Xin chúa công xét lại cho, đừng để mất cơ hội. Võ vương ngồi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Quan đại phu bàn rất chí lý, nhưng hôm nay muốn xuất quân phải dùng bao nhiêu nhân mã? Tăng Nghi Sinh tâu: Chúa công muốn kéo quân vào Ngũ Ải thì phải phong thừa tướng làm đại nguyên soái, cấp cờ mao, ban búa Việt, cai trị muôn binh, như vậy mới đi được. Võ vương nói: Theo lời quan đại phu thì phải phong tướng phụ làm đại tướng quân đặng cầm quyền chinh phạt. Tăng Nghi Sinh tâu:
Ngày xưa vua Huỳnh Đế phong chức ấy cho Phong Hậu, có làm lễ bái tướng như có lập một cái đài cao để tế trời đất cùng non sông thánh thần. Xin chúa công làm theo đó. Võ Vương nói, mọi việc đều nhờ ở quan đại phu định đoạt giúp trẫm. Nói rồi truyền bãi trầu. Tăng Nghi Sinh liền đến ngay dinh Tử Nha báo tin mừng. Các tướng nghe tin hoan hỷ vô cùng. Dạng ngày, Tăng Nghi Sinh bàn với Tử Nha, sai Nam Cung Hoát và Tân Giáp qua Kỳ Sơn coi lập tướng đài. Hai tướng vâng lệnh ra Kỳ Sơn xem lập đài xong về báo với Tử Nha. Tăng Nghi Sinh nghe tin vào tâu với Võ Vương. Tướng đài đã lập xong, hạ thần định ngày rằm tháng 3 chúa công bái tướng. Võ Vương nói, được, các khanh lo cho chú đáo để đến ngày bái tướng. Đến ngày 13 tháng 3, Tử Nha sai Tân Giáp đem treo bản điều lệ. Bản điều lệ gồm có 16 khoản kể sau. 1. Nghe trống chẳng tới, nghe chiêng chẳng lui, dở cờ chẳng dậy, hạ cờ chẳng mọp. Ấy là lờn phép, phạm thì sở trảm. 2. Kêu tên chẳng dạ, hỏi tên không đứng dậy. Ấy là khi phép, phạm thì sở trảm. 3. Đêm canh, nghe hiệu lệnh đấu phải đánh tiếp theo. Nếu đến trái giờ hoặc không đúng phép, làm cho việc tuần hành bị trễ nải, bắt được sở trảm. 4. Buông lời thù oán, chê bai chủ tướng, không nghe theo lời dạy, ấy là ngang ngạnh, bắt được sở trảm. 5. Cười reo giỡn cợt trước công chúng, đánh lộn ngoài đường, ấy là khinh phép, phạm thì sở trảm. 6. Khí giới không được săn sóc, cung đứt quăng không thay, tên hết không sắm, gươm giáo bỏ mặc không mài, cờ rách không may, lấy tiền công quỹ đem về xài, ấy là quân tham làm biếng nhác, bắt được sở trảm. 7. Đặt lời ca diễu, đặt điều để gạt dân chúng, bày chuyện tà mị, làm loạn lòng binh, ấy là quân yếu, phạm sở trảm. 8. Thầy lay sinh chuyện, xúi dục người làm bậy, ấy là quân thầy lay, bắt được sở trảm. 9. Tới đâu hiếp dân tới đó, quấy phá đàn bà con gái, ấy là quân dâm ô, bắt được sở trảm. 10. Đứng rình bên rèm, nghe trộm việc người khác, bắt được sở trảm. 11. Đem cơ mưu, hiệu lệnh, mật báo cáo giặc biết, đó là đồ phản, bắt được sở trảm. 12. Có việc cần đến thì rụt cổ co đầu, không chịu phục tùng, đó là đồ nhát, phạm đến sở trảm. 13. Binh sĩ đi không hàng ngũ, la ó, đánh lộn làm ồn ào, đó là loạn quân, phạm sở trảm. 14. Không đau giả bệnh, giả bị thương để khỏi đi đánh giặc, giả chết để trốn đi, đó là quân gian, phạm thì sở trảm. 15. Phát lương không đều, thuế má thì người ngoài thâu nhiều, người trong họ thâu ít, làm cho quân sĩ, dân chúng oán than, đó là quân tệ, phạm là sở trảm. 16. Thám thính không rõ, về báo không dành, thấy ít nói nhiều, thấy nhiều lại nói ít, giặc chưa tới thì nói giặc tới, tới sát đến nơi mà nói chưa tới, đó là quân sớn xác, phạm đến thì sở trảm. Qua ngày thứ 14 tháng 3, Tăng Nghi Sinh vào chầu thưa. Sáng mai xin chúa công thỉnh thừa tướng lên đài đặng bái tướng. Võ Vương hỏi, bái tướng phải làm như thế nào? Tăng Nghi Sinh tâu, xin chúa công cứ làm như Huỳnh Đế, bái tướng Phong Hậu thì được. Võ Vương nói, như thế thì tốt lắm. Dạng ngày rằm tháng 3, Võ Vương đem bá quan đến ngoài trướng phủ, sảy nghe lạc đổ 3 lần, pháo nổ 3 tiếng, cánh cửa từ từ mở ra
Tăng Hy Sinh từ trong bước ra, hộ giá vào trong. Trong lúc đó thì quân vào báo với Tử Nha: bẩm thừa tướng, có đại vương đem xa giá đến thỉnh thừa tướng. Tử Nha vội mặc áo bắt quái rồi bước ra. Võ Vương báo và nói: trẫm xin thỉnh nguyên soái lên xe. Tử Nha đáp lễ rồi theo Võ Vương ra ngoài cửa chính phủ. Đến đây, Võ Vương lại bái Tử Nha lần nữa, rồi truyền quân đỡ Tử Nha lên xe. Tăng Nghi Sinh đứng hầu ở sau, nói nhỏ với Võ Vương: chúa công nhớ chuyển quân đẩy xe đi 3 vòng nhé. Võ Vương gật đầu, người sau có làm bài thơ khen Tử Nha hiển vinh như sau: vua Võ chinh đông cậy tướng tài, Tử Nha mày bạc dỡ cân đai, đầy trời phảng phất mùi hương khói, dập đất cờ treo phỉ chí trai. Bái tướng hiển vinh thêm tuổi hạc, cầm binh rạng rỡ khách mày ngài, 800 năm lẻ gây từ đấy, trần thế anh hùng ai biết ai. Tử Nha xem thấy cờ đỏ cắm ở 2 hàng từ cửa thành đến tướng đài suốt 70 dặm, trai gái già trẻ đông nức kéo nhau đến xem. Tử Nha đến Kỳ Sơn, thấy trên tướng đài có treo một câu đối: 3000 xã tắc về châu chúa, 1 mối sơn hà thuộc Võ Vương. Võ Vương thấy đài cao 3 trượng, rộng đến 24 trượng, gồm có 3 tầng lầu. Tầng thứ nhất, chính giữa có 25 người mặc áo vàng, cầm phướng vàng. Bên trong có 25 người mặc áo xanh, cầm phướng xanh. Bên tây có 25 người bận bạch y, cầm phướng trắng. Bên nam có 25 người mặc áo hồng, cầm phướng hồng. Bên bắc có 25 người bận áo đen, cầm cờ đen. Tầng thứ nhì có 365 người, mỗi người cầm một cây cờ đỏ. Tầng thứ ba có 72 tướng mạnh, cầm gươm, giáo, đao, chùy. Mỗi tầng có bàn hương án và đổ lễ. Tăng Nghi Sinh liền thỉnh Võ Vương xuống kiệu, rồi dặn Võ Vương đến mời Tử Nha xuống xe. Võ Vương đến trước xe Tử Nha bái và thưa: xin mời nguyên soái đăng đàn. Tử Nha lên đài, Tăng Nghi Sinh đóng vai trò lễ bộ, đọc bản văn cáo với thần linh 5 non 4 biển rằng: hỡi ôi! Trời sinh muôn loài, xưa thành thang mở vận, nay chuyển ngôi đến Ân Thọ, khí số đã mỏi mòn. Ân Thọ nghe lời vợ giữ, trọng khách khinh hiền, giết hại tôi ngay, coi mạng người như cỏ rác. Trời buồn đất thảm, trăm họ như rơi vào đống bùn nhơ, té trong lửa đỏ. Nay cơ phát chuộng hiền lánh giữ, đem nhân đức mà hủy bỏ bạo tàn, cậy Tử Nha là kẻ anh hùng, gia công giúp thế, cầu thần linh ngưỡng mộ, ra giúp phò trì, non nước chứng chi, nhờ ơn cổ vũ, cúi xin nhận lễ. Khi Tăng Nghi Sinh đọc bản văn tế xong, Chu Công Đáng thỉnh Tử Nha lên tầng thứ hai, rồi cũng sướng lên một bài văn như sau: năm thứ 13, tháng 3, ngày Vọng, Tây Bá khiến Chu Công Đáng cáo với Nhật Nguyệt Tinh Tú, thần gió, thần mưa và các vị hoàng đế thuở xưa: hỡi ôi, càn khôn che muôn vật, Nhật Nguyệt sánh muôn loài. Nay Ân Thọ chẳng thờ thượng đế thần chi, lại không tế tiên tông miếu, ham mê tiểu sắc, không biết trọng tôi hiền, chỉ lo trang điểm lâu đài để hoan lạc, lại chọn những tôi nịnh làm muôn dân điêu đứng, chẳng biết thương vợ con, đem hành hình thảm thiết, thuế má thu rất nặng, làm cho muôn dân đói khổ. Chẳng những thế, lại còn hung hăng, sai tướng đem binh phạt nơi này, nơi khác, gây cho dân cảnh màn trời chiếu đất, vợ xa chồng, con mất cha, mẹ mất con. Nay cơ phát động lòng, phong Tử Nha làm nguyên soái, noi theo Y Doãn, thay mình dẹp loạn để cứu muôn dân trong cảnh lầm than. Cúi xin thượng đế ban ơn mưa móc 4 biển thăng bình,
gương nhật nguyệt chói lòa bốn biển, cúi xin nhận lễ. Chu Công Đáng đọc văn tế xong, rước Tử Nha lên tầng lầu trên. Mao Công Toại bước ra, tay cầm vớt vàng, cờ trắng, chúc: từ nay nguyên soái phải lấy hết mình ra giúp dân, vâng lệnh trời, trừ gian diệt bạo và ban phước khắp dân chúng. Tử Nha quỳ xuống lĩnh búa Việt cờ Mao, rồi trao cho Tả Hữu. Quan lễ nói: xin nguyên soái quay mặt về hướng bắc đặng lĩnh ấn. Tử Nha quỳ xuống, tức thì kèn trống trỗi lên. Triệu Công Thích đọc bài văn tế như sau: năm thứ 13, tháng 3, Tây Bá Hầu khiến Triệu Công Thích cáo cùng Hoàng Thiên, Hậu Thổ cùng Thần Kỳ: hỡi ôi, hễ người làm lành thì trời ban phúc đức, nay trụ vương bất cần ông bà, không thèm cúng tế, không biết tu thân, quét mắt chính cung hoàng hậu, phanh thây quốc trượng, tức là phạm tội cương thường, mổ bụng hoàng thúc, móc tim đặng trị bệnh cho đắc kỷ, thật là điều bạo ngược, lại xuất kho tiêu xài những chuyện phung phí, gây cho binh sĩ, dân chúng nhiều chuyện phiền toái. Nay chủ vương lỗi đạo với dân, vô nghi với trên trước, nên cơ phát vâng lệnh thiên công, khương thượng đem hết tài mưu lược để giành lại sự ấm no cho dân chúng. Vậy cúi xin thượng đế giúp vận giải nạn cho dân, chỉ dạy đường đi nước bước, cúi xin thượng đế chứng kiến. Triệu Công Thích đọc văn tế xong, ba tầng đồng đốt sớ một lượt. Tử Nha đứng giữa, liền gióng trống dựng cờ. Tân giáp bưng mâm son đỏ, có đế mão kim khôi, hồng bào kim giáp, dâng ngọc đái lên cho nguyên soái. Tử Nha đội mũ mặc áo, nai nịt đàng hoàng, liền đứng giữa đài đợi dâng kim ấn. Tân giáp lại đem lên một cái giám có móc ba móc đồ, là ba món báu vật của thiên tử dùng để hiệp với chư hầu. Thứ nhất, lệnh thiên tử kỳ. Thứ nhì, lệnh thiên tử ấn. Thứ ba, lệnh thiên tử kiếm. Kế đó, tân giáp cầm ấn, gươm dâng lên cho Tử Nha. Tử Nha cầm gươm ấn, đưa lên ngang mày. Tăng Nghi Sinh nhắc võ vương bái tướng, võ vương làm lễ, lạy hai lạy dưới đài. Có bài thơ rằng: ấn vàng vuông vức lớn bằng đồng, trinh phạt thần kinh quỷ cũng sầu. Lữ Vọng từ nay làm chủ soái, giang sơn tay trụ thuộc tay Chu. Võ vương lại rồi, khương nguyên soái lấy cờ lệnh thiên tử trao cho tân giáp, truyền đem cờ ấy xuống thỉnh võ vương. Tân giáp vâng lệnh, cầm cờ xuống đài kêu lớn: tôi vâng lệnh nguyên soái thỉnh đại vương lên đài. Võ vương y lệnh, nguyên soái truyền tân giáp mở gươm và ấn ra, rồi thỉnh võ vương ngồi giữa. Tử Nha quỳ lạy tạ ơn và tâu: trị nước không bắt đầu từ bên ngoài, cầm binh không bắt đầu từ bên trong, hai lòng thì khó thở vua, nghi ngại thì khó đánh giặc. Tôi đã lĩnh cờ búa, nên phải dáng đền ơn tri ngộ chúa công. Võ vương nói: thượng phụ nay làm nguyên soái Trinh Đông, còn ta chỉ đến Mạnh Tân hội chư hầu rồi trở về nước. Tử Nha tạ ơn, võ vương xuống đài, các tướng đều làm lễ ra mắt. Tử Nha truyền lệnh rằng: ba hôm nữa các tướng sẽ tiệu lại diễn trường để nghe hiệu lệnh, còn hôm nay ta mắc tiếp rước bằng hữu vì các vị tiên trưởng đến đưa ta. Võ vương cùng các tướng ở lại Kim Đài, còn Tử Nha đến Lư Bổng họp mặt các vị tiên. 20 vị tiên trưởng thấy Tử Nha đến, vỗ tay cười lớn: tướng già mà oai nghi thay, ăn mặc xem càng mạnh. Tử Nha bái và thưa: nhờ các vị sư huynh trợ lực tôi mới được thế này. Các vị tiên bàn rằng: chờ giáo chủ đến đây, chúng ta sẽ rót rượu tiễn hành mới phải. Bỗng nghe tiếng nhạc vang trời, mọi người biết Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng hạ, liền xuống khỏi Lư Bổng, quỳ lạy nghinh tiếp.
Nguyên Thể lên ngồi giữa Lư Bổng, đệ tử đồng làm lễ. Tử Nha quỳ lạy đợi lời chỉ dạy. Nguyên Thể nói: Khương thượng, công ngươi ở núi 40 năm chứa nhiều ân đức, bây giờ làm thầy một bậc đế vương không phải chuyện nhỏ. Nhờ phước lâu dài, phạt trụ có công, sau được vinh hoa phú quý, con cháu triển miên toại hưởng. Nay bần đạo tiễn hành 3 chén rượu. Nói rồi truyền Bạch Hạc đồng tử rót một chén trao cho Tử Nha và nói: Chén này khuyên ngươi gắng công phò chúa. Tử Nha tiếp lấy chén rượu uống cạn. Nguyên Thị truyền rót thêm chén nữa và nói: Chén này khuyên ngươi trị nước cho công minh. Tử Nha cũng lãnh lấy và uống. Nguyên Thể truyền rót chén thứ 3 rồi nói tiếp: Chén này khuyên ngươi sớm họp mặt chư hầu. Thấy Tử Nha đã uống hết 3 chén rượu mà chưa chịu đứng dậy, Nguyên Thể hỏi: Ngươi còn muốn hỏi điều chi? Tử Nha thưa: Nhờ ơn sư phụ dạy dỗ, đệ tử mới dám lĩnh ấn Trinh Đông, song chẳng biết đường đi hung kiết lẽ nào, xin sư phụ chỉ dạy. Nguyên Thể nói: Ngươi đừng ngại gì cả, hãy nhớ bài kệ này là đủ. Nói rồi ngâm rằng: Ải giới bài, chu tiên lập trận, xuyên vân sao khỏi gặp ôn hoàn, giữ gìn đạt triệt quang tiên đức, qua trận vân tiêu thân mới an. Tử Nha nghe xong tạ ơn: Đệ tử không dám quên bài kệ. Nguyên Thể nói: Thôi, các ngươi ở lại mà đưa đón, ta trở về cung. Nói rồi đẳng vân lên không trung, các đệ tử đồng lại đưa. Tiếp đó Nam Cực Tiên Ông tới, mỗi ông tiên đồng rót 3 chén rượu đưa Tử Nha lên đường. Tử Nha vị tình uống hết. Còn các trò nhỏ thấy Tử Nha hỏi Nguyên Thể về số mạng cũng bắt chước theo hỏi thầy mình. Kim Cha lại văn thủ thưa: Chẳng hay đệ tử đi chinh chiến hung kiết thế nào? Văn thủ ngâm: Đã sẵn có công về 8 cõi, lo chi không thoát khỏi 5 thành. Na Cha cũng lại và hỏi như vậy. Thái Ất ngâm: Khi vào Tị Thủy càng thêm phép, mới biết liên hoa lại hóa hình. Mộc Cha cũng lại thầy và hỏi như vậy. Phổ Hiền ngâm: Gươm báu Ngô Câu là phép mạnh, đường trường quan ải dễ ai ngăn. Vi Hổ cũng lại thầy hỏi như vậy. Đạo Hạnh ngâm: Dẫu bao nhiêu bạn tu hành kỹ, có một mình ngươi quả vị thành. Lôi Chấn Tử cũng lại thầy hỏi như vậy. Vân Trung Tử ngâm: Rõ ràng trái hạnh sinh 2 cánh, bảo hộ nhà Chu đặng 800. Dương Tiễn cũng lại thầy hỏi như vậy. Ngọc Đảnh Chân Nhân cười và nói: Người khác người ta xa lắm, tập luyện huyền công ai sánh kịp, tung hoành thế giới bậc nào hơn. Lý Tịnh cũng lại Nhiên Đăng hỏi về số mạng. Nhiên Đăng đáp: Ngươi lại khác người ta xa lắm. Nói rồi ngâm rằng: Thành luôn phần xác về tiên cảnh, chẳng những phần hồn đến Ngọc Kinh. Hoàng Thiên Hóa cũng lại thầy hỏi như vậy. Đạo Đức Chân Quân biết học trò mình chết non nhưng chẳng nỡ nói, ngồi làm thinh một lúc thầm nghĩ: Nếu không nói cũng không tránh khỏi số trời. Liền ngâm rằng: Tài giỏi thì xông tới, phép cao khá chạy ngay, gà vàng không biết gáy, ong nghệ lại ưa bay, một trận ghi công trọng, ngàn năm để tiếng hay, nếu quen nghề tự phụ, đâu chắc rồi cùng may. Tuy Đạo Đức Chân Quân căn dặn mặc dầu, song Hoàng Thiên Hóa ỷ tài không lấy gì làm sợ. Thổ Hành Tôn cũng lại thầy hỏi như vậy. Cù Lưu Tôn biết học trò mình vào được ải mà sau bị Trương Khuê giết đi, nên cũng ngâm một bài kệ rằng: Địa hành phép ấy cũng là thông, song chớ gây hơn muốn đặng công,
bắt được con heo liền cắn cổ, trước non thú dữ huyết rơi hồng. Cù Lưu Tôn ngâm rồi, Thổ Hành Tôn lại tạ, các tiên tử giã về non. Khi ấy Tử Nha xuống Lư Bồng, trở lại trướng đài, mời Võ Vương về cung, còn các quan ai về dinh ấy. Dạng ngày, Tử Nha làm sớ vào tạ ơn vua và tâu: Thần nhờ ơn tiên vương đem về, chưa đền bồi một mảy, nay cảm ơn đại vương bái tướng, chi ngộ mười phần. Dẫu thịt nát xương tan, phải đem thân làm trâu ngựa, tôi cũng quyết không sợ lòng. Vậy xin dâng lá biểu này, xin chúa công thuận theo lòng trời cho đẹp lòng thiên hạ. Võ Vương nói: Ta đã trao quyền nguyên soái cho thượng phụ định đoạt việc binh, lẽ nào ta dám cãi lời? Nói rồi liền xem sớ. Trong sớ đại khái như sau: Đại Chu năm thứ 13, tôi là nguyên soái Khương Thượng, từng nghe đạo thánh hưng vong là mấy tuần hoàn. Nay ân thọ chẳng noi nghiêu thuấn, vô đạo lỗi nghi, nên Tây Chu phải học theo thang y cứu dân phạt tội. Chư hầu gần mở đại hội, chúa công phải thân chinh làm cho bốn biển thái bình, muôn dân lạc nghiệp. Võ Vương xem sớ xong hỏi: Thượng phụ định ngày nào xuất binh? Tử Nha tâu: Để thần tập binh xong, lựa ngày tốt sẽ tâu lại. Võ Vương truyền Tả Hữu dọn yến đãi đẳng. Hôm sau, Tử Nha đến diễn trường điểm tướng, truyền tân giáp, đòi Nam Cung Hoát, Võ Kiết, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, bốn tướng đồng lên đài. Khương Thượng nói: Binh ta 60 vạn, nên phải phong bốn tướng đi tiên phong, chia ra làm tiền, hậu, tả, hữu. Các ngươi ai bắt thăm chúng nhiệm vụ nào thì lĩnh ấn thi hành. Bốn tướng vâng lệnh bắt thăm. Hoàng Thiên Hóa bắt chúng tiền đội tiên phong, Nam Cung Hoát làm tả tiên phong, Võ Kiết làm hữu tiên phong, Na Tra làm hậu đội. Tử Nha ban ấn tiên phong cho bốn tướng, thưởng mỗi người 3 chung rượu. Bốn tướng tạ ơn. Tử Nha lại đòi Dương Tiễn, Thổ Hành Tôn, Trịnh Luân cho 3 người này làm chức đốc lương, cũng bắt thăm nhất nhì ba cho biết. Dương Tiễn bắt được số 1, Thổ Hành Tôn số 2, Trịnh Luân số 3. Tử Nha thưởng mỗi người 3 chén rượu. Kế đó, Tử Nha đem sổ bộ ra kiểm tướng. Các tướng Tây Kỳ hiện có như sau: Hoàng Phi Hổ, Hoàng Phi Bưu, Hoàng Phi Báo, Hoàng Minh, Châu Kỳ, Long Hoàn, Ngô Khiêm, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tường, Tân Miễn, Thái Điền, Hoàng Yên, Kỳ Công, Doãn Công. Ngoài các tướng ấy còn có Tứ Hiền và Bát Tuấn. Tứ Hiền là Chu Công Đáng, Triệu Công Thích, Mao Công Toại, Tất Công Cao. Bát Tuấn là Bát Đạt, Trọng Hốt, Quỷ Tòa, Bá Hoát, Thục Dạ, Quý Hoa. Bát Tuấn gồm có 8 người, nhưng đã mất hết 2, nay chỉ còn 6. Còn các vị điện hạ con Văn Vương là Cơ Thúc Kiên, Cơ Thúc Khôn, Cơ Thúc Khương, Cơ Thúc Chánh, Cơ Thúc Khải, Cơ Thúc Đảng, Cơ Thúc Nguyên, Cơ Thúc Trung, Cơ Thúc Liêm, Cơ Thúc Đức, Cơ Thúc Mỹ, Cơ Thúc Kỳ, Cơ Thúc Thuận, Cơ Thúc Bình, Cơ Thúc Quảng, Cơ Thúc Chí, Cơ Thúc Dõng, Cơ Thúc Kỉnh, Cơ Thúc Sùng, Cơ Thúc An. Cộng là 20 người có võ nghệ. Nguyên Văn Vương có 99 người con, tính thêm Lôi Chấn Tử là 100 chẵn. Tuy vậy, chỉ có 36 người, nay chỉ còn 20 vị. Còn các tướng hàng đầu là Đặng Cửu Công, Thái Loan, Đặng Tú, Trịnh Thăng, Tô Diệm Hồng, Triều Điền, Triều Lôi, Hồng Cẩm, Quý Khương, Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Triệu Bính, Tôn Tử Võ. Có 2 nữ tướng là Long Kiết Công Chúa và Đặng Thiền Ngọc. Tử Nha gọi tên các tướng đổ mặt, rồi đòi Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Hồng Cẩm lên đài, nói:
khí số trụ vương tuy đã kiệt, song tướng Nam Ải có tài, ta chẳng nên khinh địch, phải tập luyện binh cơ đổ trận cho tinh thông. Nói rồi truyền tân giáp, đem binh thư lên đài, truyền bá tướng theo cách thức tập luyện các trận sau. 1. Nhất tự trường xà trận. 2. Long nhị xuất thủy trận. 3. Tam sơn nguyệt nhi trận. 4. Tứ môn đẩu đẻ trận. 5. Ngũ hổ ba sơn trận. 6. Lục giáp mê hồn trận. 7. Thất túng thất cầm trận. 8. Bát quái âm dương tử mẫu trận. 9. Cửu cung bát môn trận. 10. Thập đại minh vương trận. Và hai trận bí hiểm là 11. Thiên địa nhân tam tài trận. 12. Bao la vạn tượng trận. Tử Nha nói tiếp, trong 12 trận có 6 thao, ta đã giảng nghĩa rõ ràng. Ba vị tướng quân cứ theo đó tập quân tiến thoái, bắt đầu từ trận thứ nhất đến trận thứ 12. Ba tướng vâng lệnh xuống đài, truyền quân lập trận. Từ trận Trường Xà đến trận Ngũ Hổ, hàng ngũ rất chỉnh tề. Qua đến trận Lục Giáp Mê Hồn, binh ngũ lộn xộn, Tử Nha đòi ba tướng lên đài dạy. Việc chinh đông không phải dễ, nếu hàng ngũ không chỉnh tề thì không thể nào thắng giặc nổi. Các tướng phải tập luyện cho tinh mới được. Ba tướng tuân lệnh xuống đài, ngày đêm cố công luyện tập, còn Khương Tử Nha trở về trướng phủ. Các bạn thân mến, về lời bàn, người ta ai cũng có tham vọng, nhưng tham vọng làm điều phải mà có ích cho thiên hạ, thì tham vọng ấy chính đáng, nên khuyến khích. Trong lúc trụ vương dâm bạo, gần nịnh, xa chung, chỉ biết vui riêng, không kể đến đời sống của dân chúng, mọi người đều oán hận, mong có được một ông vua khoan nhân đại độ, đức giải muôn phương, để cho ai nấy ấm no, vui hưởng thái bình, thì võ vương đã đứng ra thực hiện đúng với lòng mong muốn ấy. Nếu bảo là võ vương không muốn chiếm giang sơn nhà Thương, thật không đúng. Chẳng qua tác giả muốn diễn tả Chu Vương, một ông vua nhân từ đức độ, không muốn việc chinh chiến làm khổ dân, cũng không muốn mang tiếng chiếm đoạt của riêng người làm của mình. Cũng có khi đó là đòn chính trị thời xưa để mị dân, làm cho dân chúng thấy lòng nhân đạo của nhà vua mà thôi. Cái bề ngoài của một kẻ định bá đổ vương thường hay có những cái khó tưởng tượng. Cũng vì muốn cho võ vương điển hình một kẻ không tham quyền quý, mà cuộc đăng đàn bái tướng của Tử Nha sai lạc ý nghĩa. Sở dĩ có cuộc đăng đàn bái tướng, nhà vua phải lập đài, lạy vị tướng của mình, vì nhà vua đã chọn người tài, gửi gắm cả nguyện vọng mình, thế lực mình cho một người. Người ấy sẽ thay mặt mình lo việc chinh phạt. Đối với vị tướng được vua đăng đàn, là một việc khẩn cầu, đem thân mình hy sinh để phục vụ cho sự nghiệp nhà vua. Được thì vua thưởng, bại thì kẻ ấy mất mạng trước. Với ý nghĩa như vậy, mới có chuyện nhà vua đứng ra bái tướng. Mục đích phụ là làm cho tăng uy tín của vị tướng cầm binh, để tướng sĩ bậc dưới phục tùng, dễ điều khiển. Thế mà, trong chuyện phong thần, vì tác giả quá thiên lệch về cái đạo đức của võ vương, làm cho việc đăng đàn bái tướng là do triều thần bày vẽ, còn nhà vua chỉ là con bù nhìn. Đáng lẽ võ vương phải cầu khẩn Tử Nha để ủy thác nguyện vọng và giao phó trách nhiệm, thì ở đây ngược lại, chúng ta thấy Tử Nha ép buộc võ vương phải làm theo ý muốn của Tử Nha. Việc đăng đàn là do Tử Nha muốn vẽ bùa tự đeo lấy, chứ không phải do võ vương cầu khẩn. Ở các bộ truyện khác như Hán Sở Tranh Hùng chẳng hạn, Lưu Bang chọn Hàn Tín làm nguyên soái, cử binh đi đánh Hạng Vũ. Lưu Bang đã làm nổi bật ý nghĩa của việc chọn tướng. Ở bộ Phong Thần này, chúng ta thấy có cái sai ấy
Không phải sự thật Võ Vương không muốn tranh sự nghiệp nhà Thương, không phải Võ Vương không cầu khẩn Tử Nha thay mặt mình phạt Trụ, chỉ vì tác giả đã diễn tả sai ý nghĩa ấy. Võ Vương muốn diệt Trụ không phải là tham tâm, là xấu xa, lợi cho mình mà có lợi chung cho thiên hạ, thì lòng tham ấy đáng khuyến khích.